Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em lại quay trở lại với Thanh Huy Audio cơ sở 2. Hôm nay tiếp tục giới thiệu tới anh em một cái sản phẩm mới. Anh em chúng ta nhìn thấy đẹp không? Nói chung là nhìn hình thức là quá đẹp rồi, nhìn đẹp nha. Nghe là phê mà hát là mê nha anh em. Một cái sản phẩm mới, loa full 30, hàng chính hãng Wonderfuel. Model là VK112D. Thì đây là cái model sản phẩm mới nhất của bên Huy. Đây là cái sản phẩm được nhập khẩu nguyên đa nguyên kiện, nhập khẩu nguyên đa nguyên kiện ha. Hình thức giao diện rất là đẹp mọi người. Đây là mặt lưới trước nha, logo Wonderfuel. Kết cấu của nó sẽ bao gồm là một cái loa bass 30 và một cái jack ở bên trên, chuyên dùng cho gia đình và phòng hát cao cấp nha anh em. Đó, hình thức lưới anh em thấy không? Lưới rất là dày, rất là cứng nha. Đó, đập không kêu mọi người, không có tiếng rung nha. Ở dưới này thì nó thiết kế những cái dạng lưới tổ ong mọi người. Đó, nhìn rất là đẹp, rất là bắt mắt ha. Đấy, thùng là toàn bộ là sơn nhựa thì anh em biết rồi. Ở những thời gian vừa qua thì những cái sản phẩm sân khấu của bên Huy là được sơn nhựa. Nhưng mà ngày hôm nay những sản phẩm đồ gia đình đã được nâng cấp cải tiến lên sơn nhựa rồi. Quá là đẹp mọi người, sơn nhựa quá là đẹp luôn. Đây, chúng ta hãy lại gần nhìn lại hình thức nha. Cái độ sắc sảo anh em thấy không? Lưới ốc âm rất là sắc sảo nha. Thùng sơn nhựa, ke ốc sơn quá đẹp mọi người. Đó, đồ gia đình mà sơn nhựa thì phải nói là hết nước chấm nha. Bền bỉ đẹp. Rồi, đây là phía sau. Cái mẫu sản phẩm loa Wonderfuel VK112D này được thiết kế hai cái lỗ hơi ở phía sau nha. Tại vì nó là cái dòng loa mà chuyên dùng cho gia đình ấy, thì khi mà chúng ta mà thiết kế cái hộc hơi ở phía sau này ấy, khi mọi người mà để lên không gian phòng của mọi người đúng không? Cách cái vách tường khoảng 20 đến 30 phân nó sẽ cộng hưởng cái hộc hơi này ra. Tiếng rất là ấm, rất là lực nha anh em. Những cái sản phẩm mà chuyên dùng cho gia đình và phòng hát ấy, thì anh em chúng ta thấy đa số là cái lỗ hơi được thiết kế phía sau. Đó. Rồi, đây. Phía sau đây là chạm loa mọi người, hai jack speedcon model VK112D. Đây là sản phẩm mới và nhập nguyên đa nguyên kiện ha. Hình thức rất là đẹp mọi người. Nói chung là nếu mà gia đình mà chơi một cặp này kết hợp với súp nữa, không gian khoảng 40m² trở lại nha, chơi tung nóc nhà mọi người, tiếng rất là hay, rất là chi tiết. Ok anh em, bây giờ thì mình sẽ test thử chất lượng âm thanh. Quên một cái mà anh em chúng ta rất là quan tâm ở mỗi cái clip review của bên Huy, đó là giá của sản phẩm này là bao nhiêu, đúng không? Đẹp, hay và giá rất là hợp lý, chỉ với 14 triệu trên một cặp thôi. Giá rất là hợp lý cho anh em đã chơi nha. Có hỗ trợ trả góp cho tất cả mọi người. Ok, giờ mình sẽ test thử cho anh em ta nghe chất lượng âm thanh nha. Ok anh em. Rồi bây giờ xin mời tất cả anh em ta cùng nghe nhạc. Ở đây thì loa Huy đã kết nối qua dàn máy mọi người. Từ vang số nha, xuống trực tiếp đẩy. Đó. Rồi bây giờ sẽ test thử cho anh em ta nghe chất âm nha. Mẫu này tiếng rất là sạch mọi người. Lên nhạc nhé. Yeah.
quan tâm sản phẩm loa Wonderfield VK112D thì liên hệ trực tiếp cho bên Huy theo số hotline trên clip nhé. Xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều.